Nhân đức nhìn từng gia đình niệm Phật lễ Phật gì thấy rất là hoan hỷ. Từ đứa con đứa cháu của mình nhìn thấy ông bà cha mẹ niệm Phật lễ Phật cũng có sự ảnh hưởng lớn lắm quý vị. Nhớ kỹ, từ khi mình biết tu tập, từ cái tính tình của mình, thí dụ mình tu tập giết càng ngày mình càng dễ tính, càng hoan hỷ, vui vẻ, tha thứ. Từ đó mà con cháu của mình nó bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng là ông bà cha mẹ tôi hồi xưa tu vui vẻ, dễ tính, không có câu có khó khăn. Nên từ nơi đó mà nó ảnh hưởng đó, nó học theo luôn. Cái này quan trọng lắm. Thí dụ như gia đình chú Đồng Văn Nam rồi hai chồng tu vậy, đứa cháu ngồi kế bên cho nó cũng nhìn chứ không có giỡn đâu, nó quan sát. Nó thí dụ như cô Nguyễn Hoàng rồi cô tu đi, đứa con chạy vòng 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 cho nó cũng ảnh hưởng là nó nhớ lại hồi xưa mẹ tôi bà niệm Phật lễ Phật, bà dễ tính, bà không câu có la lối sùm, bà không có gì. Nên từ nơi đó mà sau này nó ảnh hưởng, nó độ người ta chứ không có giỡn đâu. Nên những đức thấy đây là từng gia đình mà những cặp vợ chồng đồ tu đồ dì tư đồ này kia rồi ha, chằng lâm rồi vợ chồng cùng tu chung, đó là sức ảnh hưởng lớn dữ lắm vì chứ không giỡn đâu. Nên mà khi mà tại nhà mình mà mình niệm Phật lễ Phật mỗi ngày mình tu, mà nhớ tu giết mình dễ tính nghe, là ảnh hưởng cái gia đình mình lớn dữ lắm á. Mà cái dễ tính tha thứ cho nhau thì nó có hạnh phúc một cái gia đình. Mà đã là gia đình tu mà có hạnh phúc thì nó lan tỏa những gia đình, người ta nhìn thấy gia đình mình á, thấy gia đình nó công nhận yên yên ấm ghê, không có chuyện mà vợ chồng cự lộn quýnh lộn la lối sùm. Chứ gặp mà giờ mà ông chàng Lâm mà nhậu nhẹt về quậy sùm trong nhà thì chồng sớm nó công nhận hai chồng tối ngày cứ lộn lộn hoài ta, thấy không? Nó bây giờ mà gia đình mà biết tu hành ăn chay niệm Phật rồi giết gia đình hạnh phúc, người ta cũng phải để ý. Nó chồng sớm nó công nhận cái gia đình nó quanh năm nghe im re, vợ chồng đồ sống hạnh phúc. Cái này cái bà kế bên nói cái gia đình đó ăn chay niệm Phật, ồ bởi gia đình ăn chay niệm Phật có phước ghê ha, gia đình bình an ghê, sống hạnh phúc. Nó thấy chưa, cái sự lan tỏa là ngay cái việc mà mình biết đạo mình áp dụng ngay cái gia đình mình, nó lan tỏa ngay gia đình từ từ nó. Rồi tự nhiên ở sớm nó có người ung thư buồn thiệt buồn, cái tự nhiên mình đủ duyên mình gặp gặp cái mình khuyên người ta niệm Phật vậy mà người ta vui. Mà một người đó nghe, người ta nói cho cả xóm nghe, nói cả xóm nghe chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nên trong cái cuộc đời này cái gì mà cái gì cũng vậy chứ, họ mà đi lan tỏa là nhanh lắm, thiện ác gì họ mà chịu mà lan tỏa là nhanh cấp kỳ. Sớm mà mình ví dụ như người ta thấy gia đình mình vậy nó đồn ra. Với thêm nữa là mình ăn chay niệm Phật rồi từ từ mình không có đi nhậu nhẹt giết, rồi mấy bạn nhậu nó dụ là thằng A kêu mày bữa nay mày rủ ông Trần Lâm đi nhậu một bữa coi. Thôi rủ ông Lợ có một lần cái ông đó. Lúc này ông Lợ ông ngồi chơi ăn chay làm anh em mất hứng ghê, mà kêu ông Lợ nhậu mà bây giờ ông ăn chay mình thấy cũng kỳ nữa. Mình đi gấp thịt thà mình ăn, ổng đi ăn rau, mình thấy anh em thấy tội nghiệp quá, thôi đừng rủ nữa. Rủ ông gì ông Lợ ông ngồi nhưng mà thấy tội nghiệp quá, thôi đừng rủ nữa nghe. Giết mấy người nhậu nó nghĩ rủ mình mà nó tội nghiệp mình. Không có chuyện giỡn đâu. Nó rồi á, bắt đầu là vợ đồ này kia đồ, thấy ông kia ông đi nhậu gì ông rì rà. Cái bà vợ nói, ông sao ông học ông Trần Lâm á, ăn chay niệm Phật với vợ, ta không có nhậu nhẹt gì chứ. Nó thấy chưa, từ từ nó lan tỏa, nó cái những điều này nó gần gũi. Nó, rồi mấy người bạn nhậu nó không rủ đi nhậu nữa. Mà những người bạn mà ăn chay niệm Phật nó đến rủ mình, niệm Phật. Nó nguyên lý nó là gì đó quý vị. Nên ví dụ như mình chơi cái gì thì bạn ở trong cái cuộc chơi đó nó đến nó tìm mình. Còn mình khi mình nghỉ chơi mình bước qua ăn chay niệm Phật rồi bạn ăn chay niệm Phật nó tìm. Còn bạn mà nó trong cái cuộc chơi hồi xưa giờ từ từ nó tránh bớt mình. Tránh bớt nó không có rủ. Nó rủ một hai lần mình không đi thì thôi à.
Rồi xong rồi mấy bạn kia nói này nói kia mình, nó nói thôi mày ơi, mày ăn chay niệm Phật cũng có được đâu mà mày nói người ta. Chàng ơi, ăn chay niệm Phật tao thấy không có dễ đâu, tao ăn chay mỗi tháng ngày 15 rồi thôi mà sốt ruột cũng chết. Sáng ăn chay chịu mặn rồi. Vậy mà ông ăn chay hoài luôn, vậy mà có sức khỏe là vậy quá hay. Thôi nói ông làm gì mới nghĩ đi. Thấy chưa? Nó từ từ nó còn quý mình nữa đó. Nhưng mà đến lúc mà bạn lỡ bị vấp ngã khổ đau gì, bạn nên tìm mình. Tôi rồi đó, tôi cũng ăn nhậu này kia thịt thà. Tôi thấy anh ăn chay đó tôi cũng trách anh, bây giờ tôi mới thấy đổ bệnh ra khổ quá. Mấy bạn nhậu mất tiêu hết trơn. Giờ còn có mình anh thôi, anh chỉ tôi cách gì để cho tôi nhà tôi mà tôi an tâm cái. Chỉ nó niệm Phật. Thấy không? Nên từ nơi đó thì thấy rằng là cái việc ăn chay niệm Phật nó không có đơn giản đâu, nhưng mà phải đi con đường dài. Mình phải đi con đường dài, ban đầu thì cũng những người ta nói mình này kia, nọ ta nói mình nghe. Nhưng mà từ từ lâu dài nó mới cảm hóa được. Lâu dài nó mới cảm hóa. Nên con đường này đi là đòi hỏi là phải đi đường dài. Đó. Thêm cái nữa, mình ăn chay niệm Phật mình nghe nhân quả mình hiểu à. Thí dụ như người ta bị mắc của, người ta sẽ khác mình. Người ta mắc của, người ta sẽ đau khổ đồ, người ta sẽ làm đủ chuyện kỳ cục. Nhưng mà bản thân mình mắc của khác người người ta. Khi mình lỡ mắc của gì mình không có như người ta nặng nề. Không nặng nề quá. Thì người ta nhìn thấy ô đúng là ăn chay niệm Phật có khác nha. Mắc của mà thấy bình thản ghê ta. Cái tự nhiên lay quay cái mình làm có của lại. Không đơn giản. Cái phước trong mạng nó đặc biệt lắm quý vị. Nên cái gì mình cũng không phải như cái người khác, tại mình tin nhân quả rồi. Mình không phải như người khác mà mình la lối sùm, mình chửi con chửi vợ rồi mình sùm nhà cửa không có gì nữa. Tại giờ mình niệm Phật lấy Phật rồi mình chửi bới gì nữa giờ. Thấy không? Cái này quan trọng này quý vị. Cực kỳ quan trọng luôn. Nên quý vị thấy rằng cái việc mà ăn chay niệm Phật thôi nó không có đơn giản. Ta nói rằng là xã hội mà phát triển được là từng gia đình hãy hạnh phúc. Chứ nếu mà gia đình mà quýnh lộn với lão tối ngày sao làm phiền chòm sớm láng giềng thêm. Nên từ nơi đó mà cả mình niệm Phật đồ cũng vậy. Thí dụ như chòm sớm mà người ta không thích đi, mình coi nhà mình đóng cửa rồi lại, không làm phiền người ta. Nhưng mà nó lan tỏa là ngay cái chỗ là gia đình mình hạnh phúc. Nó lan tỏa là ngay cái gia đình hạnh phúc quý vị. Cái này quan trọng nè. Ngay cái gia đình hạnh phúc là chỗ người ta nhìn mình đó. Ban đầu mình mới ăn chay đồ ốm ốm nghe. Có nhiều người người ta không thích, nó nói câu nè. Mà chờ xem nó ăn tháng tháng nó bệnh cho mà thấy. Ngã chai bị dừ thì đừng nói. Nó nhiều người ta nói vậy đó, xong cái mình 2-3 tháng thôi. Tao thấy hôm nay nó kiệt sức rồi đó mà nó yếu rồi đó. Không lâu đâu, rất bị dừ. Thấy chưa? Nhưng mà nó từ 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 họ không nói gì nữa chứ. Nó từ 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 không nói gì nữa chứ. Đây là cái rất là quan trọng. Đây là cái rất là quan trọng mà lan tỏa sức ảnh hưởng đều có thời gian. Nó giống như có câu chuyện mà mình nghe tự nhiên mình thấy cũng xót xa chứ không có gì hết đâu. Cái câu chuyện mà khi mà có người này mà người người bình thường nhưng mà cũng tạo nghiệp chướng gì đó. Cái câu chuyện nha. Đọc câu chuyện kể là người này chết cái đầu thai làm con heo. Thì khi mà đầu thai làm con heo thì khi nó mới được đẻ ra, nó hiểu biết cái chứ, nó đúng ra nó không chịu bú sữa heo đâu, hoặc là nó không chịu ăn cám rồi đâu quý vị. Nhưng mà vì nó quá đói, nó thích nghi, nó quá đói thích nghi, và tự nhiên nó giống như là nó ở trong chuồng heo đồ này kia nó khổ quá. Và đến khi mà từ từ nó kể câu chuyện, giống như nó lớn lên từ từ rồi bắt đầu mà khi mà người ta mà đến ta mua nó, khi mà người ta đến người ta giặt nó cái thôi là nó sợ hãi không tưởng tượng được, sợ hãi dữ lắm. Và khi người ta giặt, người ta bắt đem vô lò mổ, mà khi mà nó thấy mà cái người mà đâm heo mà mài dao nó nhìn cái dao cái thôi là có nghĩa là giống như ba hồn chín vía muốn muốn bay luôn. Và khi con dao mà vừa đúc tới cần cổ thôi, vừa đâm vô một phát thôi là nói là chết hơn phân nửa người. Sự đau đớn nó không tưởng tượng được. Nghĩa là mình khi mình đọc đến câu chuyện đó, mình thấy rằng rõ ràng chúng sanh nó đau khổ không khác gì mình. Giống như mình muốn tìm sự sống thì con vật nó cũng tìm sự sống.
Khi mình hiểu được nguyên lý này, tự nhiên con người mình không nỡ ăn thịt chúng sanh, không nỡ thịt chúng sanh. Nên cái việc ăn chay, việc nó có một cái việc mà hay là trưởng dưỡng cái lòng từ mình rất là lớn. Nên khi cái người ăn chay, con người mình nó không có sân si như ngày xưa mình ăn mặn. Cái sự ăn chay nó trưởng dưỡng lòng từ bi, nên con người mình nó không có khó chịu như ngày xưa, vì để ý rõ ràng luôn. Nó, và cái việc mà mình nghe đạo hàng ngày, mình niệm Phật lễ Phật, con người mình không có giận ai lâu. Cái này là quý vị thấy những cái điều này là mình đã thấy quá hạnh phúc rồi. Nếu nhờ con người mà sân si thì bản thân mình sẽ khổ đau là bệnh hoạn. Con người mình giận hờn người ta để trong tâm lâu thì mình buồn phiền nó chứ sao giờ. Những cái điều này là mình thấy Phật Pháp đã giải tỏa mình cho mình quá hay rồi đó. Như những đức kể mà ngày xưa những đức còn thở nấu đồ mặn, cái tính tình sân si ghê lắm. Kêu đồ ăn tới mà có khi người ta kêu đồ ăn mà sân si liện mâm liện chảo rầm. Rồi xong bắt đầu là giận thì tính rất giận dai. Giận dai giận mấy năm giờ không đơn giản. Nên từ nơi đó mà mình mà quý vị biết rằng là khi ăn chay niệm Phật rồi có người mình ít có giận hờn người khác. Đây là cái điều quá hay rồi quý vị. Và thêm nữa, bất cứ một sự cố gì đến với mình trong cuộc đời, bản thân mình cũng khác người ta. Không phải là mình kêu gào khổ đau than thở gì, nhưng mà mình có một khả năng chấp nhận được quý vị. Chấp nhận là gì? Mình tin nhân quả. Nên những đức nói rằng là bây giờ chúng ta không có đối mặt cùng mặt gặp nhau trong ngoài đời, nhưng mà mỗi ngày chúng ta ngồi mà tâm sự gì thấy cũng hay quý vị. Cuộc đời có người rất nói thiệt chứ, có những con người mà mình gặp nhau toàn là đi tạo nghiệp không. Quý vị phải công nhận có khi gặp nhau đó là tạo nghiệp. Mà bây giờ mình không có ngồi chung với nhau, ăn cơm chung với nhau, nhưng mà mình gặp nhau cái là mình niệm Phật chung. Rồi mình gặp nhau cái là mình đem Phật Pháp mình tâm sự, để nó mở bớt đi những cái nỗi buồn hoặc nặng nề gì trong lòng mình được rơi rụng bớt đi. Nên những đức nói rằng đây là điều quá quý quý vị ơi, quá quý à. Con người ta đến với nhau trong cuộc đời này, đi phớt ngang nhìn nhau một cái thôi, đã là có duyên rồi. Không chi là mình được ngồi với nhau học tập Phật Pháp, cùng tu tập chung nhau, đây là cái thiện duyên dày vậy lắm. Quý vị nên trân quý, thật sự nên trân quý. Quý vị nhớ trong cái cuộc đời này không có bao giờ một cái gì mà nó tròn vẹn. Tự nhiên cứ nhắc hoài cái câu này là gì? Đừng có cầu toàn quá. Nhớ kỹ quý vị, vì cái cõi đời này là từ nghiệp duyên nó chiêu cảm đến. Thì bây giờ thuận nghịch là lẽ thường tình thôi. Đừng có bao giờ thuận thì quá mừng, mà nghịch thì quá khổ. Giống như Đức gặp với người này, người này nói con buồn có khi con muốn tự tử, con chết phước cho rồi. Nó chán nản mà nó giống như nó bị bế tắc trong một gia đình. Nhưng Đức nói rằng con người chết thì dễ quá, chỉ một hơi thở thở ra không hít vào là chết rồi. Chứ sống thì khó, không phải giỡn đâu. Mà chết không phải là hết đâu. Chết thì không phải là hết đâu. Đừng có nghĩ rằng khổ đau quá, kết liễu cuộc đời chết đi là xong cái khổ. Không phải. Cái khổ mà nó đã đeo mang thì khổ này mình kết liễu nó thì cái khổ sau còn ghê hơn. Ta nói sống sau còn dữ hơn sống trước. Phải chấp nhận thôi, chứ đừng có nói chuyện mà gặp sự cố gì rồi mới muốn kết liễu cuộc đời để chấm dứt cái khổ đau, chưa chắc đâu quý vị. Đó là suy nghĩ tiêu cực quá. Nó chết thì dễ lắm. Con người chỉ một hơi thở thở ra không hít vào là chết queo rồi. Chứ ngoài ra mà khi chết rồi thì hối hận muốn sống lại không được. Nó còn sống là còn cơ hội. Dù là sống ở trong hoàn cảnh nào, làm người sống vẫn là còn cơ hội. Nhất là những người nghe đạo biết niệm Phật của chúng ta, dù sống ở đâu vẫn có cơ hội đặc biệt hơn là mình mang loài súc sanh hoặc là địa ngục ngạ quỷ. Mình được làm người dù cỡ nào đi chăng nữa không khổ như tam đồ ác đạo. Và mình nghe được pháp môn niệm Phật này, dù cỡ nào mình cũng có cơ hội giải thoát dù ở bất cứ nơi nào. Chỉ có đúng chỗ là bản thân mình còn cái tâm giải thoát hay không thôi. Thật sự luôn. Nếu như thật sự còn cái tâm giải thoát thì dù ở bất cứ nơi nào, quý vị vẫn có niềm vui của nội tâm. Trong tất cả chúng ta có những cái nó thay đổi hoàn cảnh của chúng ta cũng nghiệt ngã lắm chứ không giỡn đâu. Nhưng đừng bao giờ cho đó là cái sự tiêu cực của một đời người. Đừng bao giờ nghĩ gì.
Những đức nói dù có nghiệt ngã gì chúng ta vẫn biết niệm Phật, vẫn nghe nhân quả. Điều này là điều quý của một kiếp người đó. Còn có bao nhiêu con người, người ta không bao giờ thích nghi đâu, người ta không bao giờ chịu nghe những điều này đâu quý vị à. Đó. Rồi một đời cũng sẽ đi qua. Quý vị thấy bao nhiêu người giàu sang khi rồi cũng đi qua. Dù chúng ta trong cuộc đời mình tu hành, mình có gặp những sự nghiệt ngã trong cuộc đời, quý vị đừng nói rằng ăn chay niệm Phật mà sao cứ gặp sự trở ngại hoài vậy chàng. Làm thiện mà sao cứ trở ngại hoài. Cái trở ngại cõi đời này còn đỡ trở ngại hơn tam đồ ác đạo. Đó cũng là cái điều từ bi rồi đó. Thà cái trở ngại, cái khổ đau trong cõi đời này mà mình tránh được cái tam đồ ác đạo đây còn điều là hạnh phúc hơn đó quý vị. Nên những đức nói rằng là từ bây giờ cho đến hết cuộc đời, những đức nói có nghiệt ngã gì bản thân mình cảm thấy vui vẻ, vì mình muốn sanh cực lạc rồi, thà mình trả đi. Nó thật sự những đức sẽ không bao giờ để luống vào một đời của mình không quý vị. Từ đây cho đến chết không để luống vào một đời, không thể nào là một người học Phật. Dù bây giờ những đức bước ra tới ngoài đời đó quý vị, nhưng quy tắc của những đức vẫn là không thích đi đâu. Thật sự vẫn không thích đi đâu, vẫn duy trì luôn và không xài điện thoại. Có người hỏi, ủa lúc này sao anh thấy cái hàng chữ chạy chạy trên Zoom có số điện thoại chú Tâm Nhiên. Nói chú Tâm Nhiên chắc ông thích, ông muốn cài Zoom cho ai gì, ông để số điện thoại cho. Nhân đức cũng không biết. Tại vì nhân đức cái việc mà điện thoại máy vi tính này nhân đức không rành, không biết luôn á. Chắc là có những người ta không biết cài Zoom, người ta điện thoại người ta hỏi. Nên từ nơi đó mà những người mà thí dụ như những buổi nói chuyện gì nè, mình bấm cái bình luận ở dưới, có những người mà ta hỏi cài Zoom mới bị biết bị cài giùm cho người ta. Cài giùm cho một người cũng là có phước, chỉ cho một người cũng có phước, hiểu không? Nên những đức nói rằng cũng không cần để số điện thoại gì cho nó mệt. Thêm cái nữa, những đức nói rằng có một hai Phật tử mà biết những đức ở đâu, có một hai người đừng có bao giờ đến mà mua đồ ăn đủ. Cái cảm giác của người Việt Nam chúng ta là như thế nào phải không? Mình đi đến đâu là quà cáp, cái đó là cái lễ phép mà con người Việt Nam mình đặc biệt. Đi đâu là quà cáp rồi đến với mọi người, điều đó cũng đặc biệt lắm quý vị, thấy không? Nhưng mà riêng những đức thấy mình ăn chay nó quá gọn à. Mua đồ ăn đến quý vị biết rằng có khi ăn 2-3 ngày hâm tới hâm lui, khổ muốn chết luôn. Đừng nói mà nói cái gì mà nói sợ như đức thiếu gì. Thà bây giờ ăn xào một dĩa rau những đức ăn còn khỏe còn ngon. Nó nóng quý vị công nhận, một dĩa rau đem vừa xào đem ra ăn liền nóng. Còn bị mua đồ ăn đến ăn không có hết. Rồi bây giờ đem đưa cho ai, bây giờ hâm tới hâm lui hoài. Nó cứ hâm tới hâm lui banh chành bèo nhẹo chứ. Bắt phải ăn. Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Đó là những đức mong quý vị giúp những đức chỗ này. Nó với thêm cái nữa, những đức có một hai người. Chứ không phải như ngày xưa, những đức ở trong một tổ chức. Thì đừng có bao giờ mà gặp những đức mà đưa tiền. Khỏi, quý vị mua gạo cho người già, cho cụ ăn đi. Còn những đức có một hai người, những đức sống được. Chừng nào những đức không có, những đức nói cho vị nghe. Thấy không? Chừng nào không có, tôi báo cho gia đình Trần Lâm đều biết. Hết gạo cho vài ký gạo ăn. Hay mà Diệu Ngọc đều cho vài ký gạo ăn. Thấy không? Chừng nào tôi không có, tôi báo cho. Còn thôi, chúng ta bây giờ yên cho nó tu vậy. Còn bây giờ nó thật sự, bản thân như thức bây giờ nó thật. Có những người người ta cũng quý mến những đức, người ta cũng muốn cúng nhà, cửa, đất đai. Thôi bị ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Những đức mà mỗi ngày tu tập đường gì là mừng rồi. Quý vị mà lo những đức đi chỗ này chỗ kia, chừng những đức bỏ từ khóa tu. Bỏ từ khóa tu mới chết. Nó thật sự. Nó thành long nhông nữa. Không khéo nó uổng một đời, uổng dữ lắm. Long nhông á, đi với quen. Chỉ cần bỏ thờ tu là nó quen tật, nó bỏ thờ thứ hai, bỏ thờ thứ ba, bỏ thờ thứ tư, khỏi tu luôn. Có giỡn đâu. Phải để như đức ở yên một chỗ nào, ở yên chỗ lo tu hành. Đó là điều quý vị mới mừng chứ. Vì kéo như đức đi chỗ này chỗ kia, như đức bỏ tu quen tật á, không phải giỡn chơi đâu. Buông được đầu này thì nắm đầu kia. Cuối cùng ấy, không biết nó giải ở đâu. Nó chảy nước giải, giải thoát cái gì nữa. Nhớ chưa? Mình tu làm sao mình gầy dựng được cái tâm giải thoát. Nên những đức nói rằng bớt cái sự phiền phức vẫn là đỡ. Trong cuộc đời bớt thôi chứ mình tránh tội hoàn toàn cũng không được. Nghiệp duyên nó đã đến là nó đến thôi à. Hiểu không? Nhưng mà điều những đức nói gì cho quý vị, mong quý vị giúp giùm những đức. Khỏi cái chuyện đó là giờ tôi muốn cúng nhà, cúng cửa, cúng đất, cúng đai. Nhiều người lắm. Rồi thầy chú gì, cư sĩ những đức gì đến nhà tôi ở, rồi trời tôi được tu chung, rồi chắc tôi mừng lắm.
Quý vị ơi, chúng ta mà tu được gì là mừng quá trời rồi. Cũng là giống hệt nhau rồi còn gì nữa. Có nhiều người không, nó khác. Tu chung với cư sĩ có lực hơn đó không. Tạo cái lực của cá nhân đi. Cái lực là ngay vào A Di Đà, cái tạo ngay cái lực đó đó. Cái lực là tín nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc đó. Cái lực đó mới quan trọng đó. Hiểu chưa? Hãy tạo cái lực đó đó, chứ đừng có bao giờ nói cái những cái điều mà nó nhất thờ. Nó bao nhiêu người mà nói. Hồi đó con nghe thầy ngồi giảng pháp, kế bên có lực thì ghi. Ngồi xa nó buồn ngủ, ngồi gần nó tỉnh. Cuối cùng cái lực đó bây giờ thì sao? Nhiều người hồi đó vậy, giờ cái lực đó không biết dần sao. Hiểu chưa? Hãy tự tạo cái lực cho chính mình đi. Hãy nương vào bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà mà tu tập. Hãy tự mình đốt đuốc mà đi đi quý vị. Nghe không? Khi mê thầy độ ngộ rồi tự độ đi. Gặp pháp môn niệm Phật rồi hãy tự mà đốt đuốc mà đi, cố gắng đi. Con đường này tự mà đi đó. Những đức cũng tự mình cố gắng mà đi đó. Hiểu không? Đây là lời nói rất chân thật với gửi đến quý vị. Đừng bao giờ nói ai mà có duyên đến gặp những đức mà nói mua đồ đạc đùm đeo cầm đến. Đó nó rõ ràng rồi đấy. Đó. Giết càng ngày càng tu tập, càng ngày thì càng ít ăn. Ngủ ghê. Ngủ cũng ít, ăn cũng ít. Bữa đó tu quý vị 3 ngày 3 đêm ngủ có 3 tiếng. Đó. Bây giờ nhà đức đưa ra cái thờ khóa buổi tối mà tôi tu xong mà 8 giờ rưỡi á. Ai sắp xếp được nên vô tu cái thờ khóa đó. Vì tu thờ khóa đó xong mình vẫn còn thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Thì 8:40 tu có 9:10 là xong rồi. Hồi xưa thì còn 10 phút nữa là 10 giờ. Bây giờ mình tu giờ đó mình còn thời gian nghỉ ngơi. Kệ vì ơi, sắp xếp được thì thêm một chút, đỡ một chút cho chính mình đó. Nên từ nơi đó mà có những lúc những đức bận cái thời đó những đức không tu. Nhưng mà những đức sẽ cố gắng vô tu, không có dám bỏ. Tại vì mình tu được là nhờ cho mình, bản thân mình không có bỏ được. Quý vị ơi, đến khi cặn tới nghiệp cuộc đời mình rồi đúng là thê thảm lắm. Muốn niệm câu Phật hiệu cũng khó nữa. Nên bây giờ nên bồi dưỡng đi. Để nó tồn động đến khi cặn tới nghiệp của mình. Cái năng lượng này giữ tới cặn tới nghiệp nó mới tỉnh được. Đừng có bê tha. Làm việc gì đeo cái máy niệm Phật, niệm được niệm liền. Cầm máy bấm số bấm liền. Đừng có bao giờ để thả trôi thả nổi. Gặp Phật Pháp rồi mà thả trôi thả nổi khi cặn tới nghiệp uổng dữ lắm. Thấy có những người chết không, quý vị thấy cặn tới nghiệp chưa? Dù tiền bạc vật chất gì nhiều mà hước lên á. Mình nhìn đó mà cảnh tỉnh mình đi. Buông xuống nhiều thứ đi. Những chỗ thị phi tránh xa ra. Ai nói lỗi người này người nọ tránh ra. Đừng có nhào vô. Hiểu không? Lo mà niệm Phật đi quý vị. Thật sự điều này là điều quý lắm á. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.